Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs, xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé. Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, 12 tháng 4 năm 2021, Laden xin chia sẻ với quý vị các vấn đề sau đây. Thứ nhất, làm cách nào để biết quý vị đang ở chương trình nào? Thứ hai, cách vào UI Online kiểm tra xem hồ sơ của quý vị đã đến hạn 1 năm hay chưa? Thứ ba, tại sao EDD lại cần tôi mở hồ sơ mới trong khi cả năm vừa qua tôi không có thu nhập? Thứ tư, các hồ sơ PEUC hay FedEd đã thông qua xác minh danh tính, được EDD tự động gia hạn mà không cần làm reapply. Thứ năm, làm cách nào để yêu cầu bản copy của mẫu 1099G ở tiểu bang California và Texas? Sau đây, Linh xin mời quý vị cùng theo dõi chia sẻ thứ nhất. Cách biết quý vị đang nhận chương trình thất nghiệp nào? Theo hướng dẫn của EDD, nếu quý vị muốn biết mình đang ở chương trình nào, đầu tiên quý vị hãy log vào trong UI Online của quý vị. Sau đó, quý vị hãy vào phần Claim History. Tiếp theo, quý vị hãy chọn Transaction. Quý vị hãy chọn phần Transaction gần với tuần lễ mới nhất của quý vị. Tiếp theo, ở dưới phần Program Type, quý vị sẽ thấy tên của chương trình thất nghiệp mà quý vị đang được nhận. Nếu ở phần Program Type, quý vị thấy chữ UI, có nghĩa là quý vị đang ở chương trình UI, là chương trình trợ cấp thất nghiệp thông thường của tiểu bang California dành cho những quý vị đi làm khai thuế ở mẫu W-2. Và quý vị sẽ có được 26 tuần lễ để nhận chương trình này. Nếu quý vị thấy Program Type của quý vị là Extension Tier 2, có nghĩa là quý vị đang ở chương trình PEUC của gói cứu trợ 2. Quý vị sẽ có tối đa là 11 tuần lễ cho chương trình này. Nếu quý vị có Program Type là Extension Tier 2 Augmentation, có nghĩa là quý vị đang ở PEUC của gói cứu trợ 3, và quý vị sẽ nhận được tối đa là 29 tuần lễ cho chương trình này. Nếu quý vị ở chương trình FedEd, quý vị sẽ thấy chỗ Program Type có chữ Extension FedEd. Quý vị sẽ nhận được tối đa là 20 tuần lễ cho chương trình FedEd. Còn nếu Program Type của quý vị là Disaster Assistance, có nghĩa là quý vị đang ở chương trình PUA, quý vị sẽ có tối đa là 29 tuần lễ của gói cứu trợ 3 cho chương trình PUA. Sau khi quý vị biết được mình đang ở chương trình nào, thì quý vị sẽ biết được mình có cần phải làm reapply hay không. Nếu quý vị đang ở chương trình PUA, thì quý vị không cần phải làm reapply, cho dù hồ sơ của quý vị hết hạn 1 năm. Nhưng nếu quý vị ở các chương trình khác, thí dụ như UI, FedEd hoặc là chương trình PEUC, thì quý vị đều cần phải làm reapply khi hồ sơ đến hạn 1 năm. Tiếp theo, Linh xin chia sẻ với quý vị cách biết hồ sơ của mình đến hạn 1 năm hay chưa. Theo EDD, khi hồ sơ của quý vị đến ngày đáo hạn 1 năm, EDD sẽ tự động thông báo cho quý vị biết theo 3 cách sau đây. Cách thứ nhất, quý vị có thể nhìn vào những lời nhắn của EDD trên tấm check mới nhất mà quý vị được nhận. Cách thứ hai, khi quý vị vào trong UI Online của mình, quý vị sẽ thấy tin nhắn của EDD thông báo rằng hồ sơ của quý vị đã đến ngày đáo hạn và quý vị cần phải mở một hồ sơ mới. Nhưng nếu quý vị là PUA thì quý vị không cần phải làm gì cả. Cách thứ ba là khi quý vị vào trong UI Online của mình, quý vị sẽ thấy ngày mà quý vị bắt đầu mở hồ sơ. Quý vị có thể tính bắt đầu từ ngày quý vị mở hồ sơ đến một năm, đó sẽ là ngày đáo hạn hồ sơ của quý vị. Thí dụ, nếu quý vị thấy ngày quý vị bắt đầu mở hồ sơ là ngày 22 tháng 3 năm 2020, thì ngày cuối cùng mà hồ sơ của quý vị đáo hạn sẽ là 20 tháng 3 năm 2021. Tức là đủ 52 tuần, tính từ ngày đầu tiên quý vị mở hồ sơ thất nghiệp với EDD. Rất nhiều quý vị đặt câu hỏi, tại sao cần phải reapply khi biết chắc quý vị không đủ điều kiện để mở một hồ sơ mới vì trong năm vừa qua quý vị không có đủ thu nhập. Theo EDD, đó là luật của liên bang và tiểu bang. Bởi vì sau khi quý vị làm reapply, nếu hồ sơ của quý vị đủ điều kiện, quý vị sẽ được trả theo chương trình UI.
tức là sẽ được trả theo ngân sách thất nghiệp của tiểu bang. Còn nếu quý vị không đủ điều kiện để mở một hồ sơ mới, quý vị sẽ được chuyển sang chương trình PEUC, tức là chương trình hỗ trợ thất nghiệp của liên bang trong mùa đại dịch. Tuy thông báo là như vậy, nhưng vào ngày hôm qua, 10 tháng 4 năm 2021, rất nhiều quý vị ở chương trình PEUC và chương trình FedEd báo với Lê Đinh rằng, đối với những hồ sơ đã làm xong việc xác minh danh tính trước đó, hoặc là việc xác minh danh tính mới xong gần đây nhưng không có gì trục trặc, thì EDD đã tự động gia hạn hồ sơ của quý vị. Nếu quý vị đang ở chương trình PEUC, quý vị tiếp tục được làm certify cho những tuần lễ mà quý vị còn thiếu của gói 2. Còn nếu quý vị đã dùng hết 11 tuần của gói 2, quý vị bắt đầu được làm certify cho những tuần lễ mới của gói 3. Giống như chia sẻ của bạn Lâm sau đây. Lâm cho biết bạn đang ở chương trình PEUC đã hết hạn 1 năm, Zero Balance. Nhưng bạn không cần làm reapply, chỉ làm IDMe mà vẫn được làm certify 3 tuần. Rồi đến sáng ngày 9 tháng 4 năm 2021, thì Lâm nhận được email của EDD. Sau khi vào trong UI online của mình, Lâm thấy EDD đã cộng thêm số tiền của 29 tuần lễ chương trình PEUC của gói cứu trợ 3 vào trong hồ sơ của bạn và đã cho Lâm làm certify luôn. Lâm nhờ Lê Đinh chia sẻ trường hợp của mình với quý vị để nếu quý vị có cùng trường hợp giống như Lâm thì sẽ được an tâm hơn. Vì sau khi EDD xác minh danh tính của quý vị xong, có thể quý vị sẽ được EDD cộng thêm 29 tuần lễ của tiền trợ cấp thất nghiệp gói 3 vào trong hồ sơ của quý vị mà quý vị không cần phải làm reapply. Nếu những quý vị nào đang ở chương trình PEUC và chương trình FedEd có trường hợp tương tự giống như Lâm, đã được EDD gia hạn 29 tuần của gói 3 không cần làm reapply, xin quý vị cũng hãy chia sẻ trường hợp của mình ở phần bình luận để Lê Đinh và những quý vị khác cùng được biết, bởi vì đây là những trường hợp không có trong những thông báo của EDD. Lê Đinh xin rất cảm ơn sự chia sẻ của bạn Lâm. Chúc bạn và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé. Ở phần cuối của video này, Lê Đinh xin chia sẻ với quý vị cách in ra mẫu khai thuế 1099G cho những quý vị nhận trợ cấp thất nghiệp ở hai tiểu bang California và Texas. Trong trường hợp quý vị không nhận được mẫu khai thuế 1099G qua đường bưu điện, quý vị thân mến, nếu quý vị ở tiểu bang California và quý vị vẫn chưa nhận được mẫu 1099G, quý vị có thể request một bản copy của mẫu 1099G bằng hai cách. Cách thứ nhất, quý vị có thể vào trong UI online của quý vị và in ra một bản copy. Còn cách thứ hai là quý vị có thể gọi phone cho EDD. Ở cách thứ nhất, khi quý vị vào trong UI online của mình, quý vị hãy chọn form 1099G. Tiếp sau đó, quý vị hãy chọn chữ view vào năm mà quý vị cần in ra mẫu 1099G. Thí dụ, nếu quý vị muốn xem mẫu 1099G của năm 2020, thì quý vị chọn view của năm 2020. Theo EDD, quý vị sẽ thấy được đường dẫn này nếu quý vị có nhận trợ cấp thất nghiệp của năm đó. Nếu quý vị có máy in ở nhà, quý vị hãy nhấn vào chữ print để in mẫu khai thuế 1099 tại nhà. Nếu quý vị không có máy in, thì quý vị hãy nhấn vào chữ Request Duplicate để yêu cầu EDD gửi cho quý vị một bản copy. Cách thứ hai, quý vị có thể gọi điện thoại cho EDD để yêu cầu EDD gửi cho quý vị bản copy của mẫu 1099G. Quý vị có thể gọi điện thoại cho số tự động là 1-866-333-4606 và làm theo các hướng dẫn của máy. Còn nếu quý vị muốn nói chuyện trực tiếp với một nhân viên của EDD, quý vị hãy gọi cho số 1-866-401-2849 từ thứ 2 đến thứ 6, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, giờ California, ngoại trừ những ngày lễ. Còn nếu quý vị nhận trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang Texas và quý vị chưa nhận được mẫu 1099G, theo thông báo từ sở thất nghiệp của tiểu bang, quý vị có thể lấy những thông tin của mẫu thuế 1099G qua online hoặc qua điện thoại. Nếu quý vị muốn xem mẫu 1099G của mình qua online, quý vị hãy vào trong Unemployment Benefits Portal. Ở bên tay trái của màn hình, quý vị hãy chọn đường dẫn IRS
1099G-Information ở phía dưới chữ Quick Links. Sau khi quý vị nhấn vào đường link đó, thì quý vị sẽ xem được mẫu 1099G từ Sở Thuế. Còn nếu quý vị muốn nhận mẫu 1099G qua đường bưu điện, quý vị hãy gọi số 1-800-558-8321. Sau đó, quý vị hãy chọn option số 2 và hãy làm theo những hướng dẫn của máy tự động. Quý vị thân mến, và đó là những gì Lê Đinh muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với Lê Đinh Vlogs USA. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.